Rồi, chào 500 em vui be, xe Future X 125 thì anh trai ở dưới Tiền Giang chạy lên thì bây giờ là bắt đầu là chạy máy bảo dưỡng zin toàn bộ. Xe hiện tại kêu tiếng đầu rất là lớn. Rồi thì những cái xe Future này em làm máy lại thì bao nhiêu tiền? Những cái xe Future này em làm máy lại là từ 12 đến 15 triệu. Không có hóa đơn, đồng ý thì mới làm, không đồng ý là không làm. Rồi có thể phát sinh hơn hay không thì xin trả lời là có, nếu tình trạng xe quá xấu. Bây giờ trước mắt là em sẽ làm, em chỉ máy ra cho anh trai chủ xe coi thử tình trạng xe mình. Cảm ơn các bạn. Future Neo FI 00097 thì có một trong những cái các bạn cần lưu ý là lúc nào cũng vậy, em làm sửa chữa cho các bạn á, thì em luôn muốn là giữ lại đồ các bạn một cách nhiều nhất. Nhưng mà riêng dòng Future 125 này nè, Future Neo, Future X, Future Sanker, Future FI rồi đó, dòng 125 đời cũ, những cái xe đời cũ mình đã Neo GT rồi Future 2 thì nó sẽ có một cái như vậy nè. Có thể là cái xe các bạn đang êm nhưng mà quá già, chạy 10 năm, mười mấy năm gì đó thì nó yếu, nó già, các bạn bắt buộc phải đem đi làm. Nhưng mà khi đem đi làm á, thì làm lại nó sẽ kêu hoặc là có một số đồ tận dụng lại không được. Cho nên là khi mà em nhận làm máy cho dòng xe Future 125 đời cũ này, Full Neo, Full X, Neo GT, Neo FI thì bắt đầu cái giá tiền của em là em có nâng lên. Hồi đó em làm là khoảng tầm 10 triệu, còn hiện tại bây giờ thì em làm là tầm 12 đến 15 triệu. Mình cũng sẽ nói rất rõ ràng với khách thì em làm những gì, những xe nào mà có clip hoặc không có clip đó thì em cũng sẽ đều làm như nhau như vậy. Bởi vì sẽ có thời điểm em rảnh để em quay cho các bạn, có thời điểm em không rảnh để em quay thì nó sẽ rớt vào tầm giá tiền này. Khi mà em bắt đầu em ráp, em soạn đồ vậy vẫn chưa báo lên được giá tiền cho các bạn. Mà khi cái ngày em ráp xong, anh em ở gần ở xa gì cũng vậy nha, em ráp xong em đều chạy rô đai cho các bạn. Thì cái đêm nó chạy rô đai cái dòng này, khi mà máy nóng nó sẽ kêu đó, thì khi mà nó kêu như vậy thì bắt đầu mình xử lý làm sao để cho nó êm mới là quan trọng. Còn riêng anh trai này xe anh rất là kêu, mà nói mình cũng biết nó kêu nữa. Nói chung tại xe này xe đi lại thì xe này của ảnh là đồ đạc là chưa có rã ra luôn, chưa, nói chung là máy chưa trẻ các bạn. Thì mình sẽ bắt đầu mình làm lại, bảo dưỡng lại cho anh trai đó. Cặp lốc này á thì cái lốc sản nhớt này của xe Future nè là không còn sản xuất nữa. Thì những cái xe này nào á mà sau này nó hư ốc xả nhớt thì mình sẽ làm lại ốc xả nhớt cho các bạn, chứ không thay lóc như hồi đó. Hồi đó là em đụng là em thay rồi các bạn. Rồi em rửa sạch sẽ hết cả trong lẫn ngoài mọi mặt và cả hai lóc đó. Bảo nhỏ ơi, bên đây là lóc số. An, An kêu Bảo nhỏ. An tới đang lấy cho anh cặp sùng luôn đây, tới đây, An. Rồi sau khi xong á thì em sẽ quay phần bụng trước. Phần bụng là gì? Là khi mà ụp cái lốc lại như vậy nè, là ở trong đó nó có gì và mình cần làm những gì. Nó có là cây dên, dên thì không bao giờ thay cho các bạn rồi đó. Dên á thì em sẽ là thay bạn dên, thay tay dên. Còn cái này là của các bạn nè, cái này là của các bạn đó. Số thì chắc chắn em phải thay một bộ số mới để đảm bảo là sau này các bạn còn sử dụng tiếp 5 năm và 10 năm nữa. Bắt đầu cái số này nó mòn cốt nè các bạn. Nhiều anh em hỏi em là tại sao phải thay số của người ta, nhưng mà số đi bắt đầu dăm và mòn thì mình đặt câu hỏi đây nè. Các bạn thấy một bên rất là bén và bên này là bắt đầu nó khuyết, nó lõm rồi đúng không? Thì mình hỏi các bạn là sửa cho dứt điểm cái bệnh của người ta luôn hay là sửa để nuôi bệnh đó. Ví dụ như em làm gì, nếu mà em làm tốt ok, chủ xe đi 5 năm nữa, 10 năm nữa là chuyện rất bình thường. Chứ không phải em làm xong là đi 1 năm, 2 năm là phải chạy máy là làm lại. Các bạn xuyên suốt với em là 4-5 năm nay rồi, các bạn hiểu cái vấn đề em làm là trị bệnh, dứt điểm, triệt để, sử dụng đúng phụ tùng, đúng đồ chất lượng. Rồi về phần bên sên cam thì em sẽ thay một cặp sùng mới. Đó là con sùng đỡ trên, sùng đỡ dưới. Và em thay một sợi sinh cam hãng. Còn tất cả ron phốt hãng đồ á, là đây, camera quay trên quay xuống giùm anh, là xài ron phốt là chính hãng hết. Riêng về phần nồi á thì đây, bố quá càng cũ em cũng trả lại cho anh trai. Anh trai có hỏi mình là chắc cũng xem kênh nhiều, hỏi là ủa xe anh đang đi ba càng ngắn hay ba càng dài, thì mình nói cái dòng xe Future Neo này là nó là ba càng dài. Thì trên xe anh ba càng dài sẵn rồi, nhưng mà mình đi lâu á, thì bố này nó đồ sẽ mòn, thì em sẽ thay lại ba càng dài mới cho anh. Đó, tất cả những đồ nào mà thay ra thì em cũng chỉ trả về, em thay lại bố ba càng dài, em thay lại một cái chuông mới cho anh. Chỉ có cái chuồng heo này là của anh á, nó chưa có hư cái này, nhưng mà bắt đầu nó rơ, nó rơ cái này nè các bạn, bắt đầu nó rơ, thì em sẽ thay một cái chuồng heo mới cho chủ xe. Lá bố em sẽ xài lá bố là zin chính hãng, nhập của nhập của Thái Lan. Đó, mã KBH là đúng mã của mình luôn. Rồi lò xo thì em sẽ đi 3 lò xo nặng, 3 lò xo nhẹ, 3 lò xo zin và 3 lò xo nặng, để tăng cái độ bóc của chiếc xe hơn, để xe mình vận hành tốt hơn. Và phần bạc đạn máy em xài là toàn bộ bạc đạn NTN của Nhật hết. Bê tông bạc á, thì có xe em sẽ xài là chính hãng Honda Thái Lan, là bê tông Thái, bạc Thái như xe này. Và tùy vào thời điểm có thể không mua được hoặc bị đứt hàng thì em sẽ mua bê tông highlight. Mình nói cái điều này rất rõ ràng nữa, mà những anh em nào có bỏ xe bên mình làm mà sau này mở ra để bê tông highlight, thì bình thường bê tông highlight vẫn là một bê tông tốt và mát tiền của Việt Nam mình. Đó, mà nó được nhiều anh em thợ người ta sử dụng lắm. Thì riêng lòng nè, là cái cục này là của chủ xe. Rồi cái này nè, bê tông mà bạc này là của em thay thêm áp bê tông nữa, chính hãng đàng hoàng. Thì cái trường hợp mà mắc tiền nó sẽ xảy ra làm sao? Khi mà các bạn sấy lên nè, thì bạn biết chắc mà đúng không? Mình sấy lên mình gia công cơ khí là người Việt Nam làm, không phải là chính hãng hoặc không có máy móc tiên tiến. Đại khái mình nói là công nghệ mình còn thô sơ đi, thì cũng có hên xui. Nếu may mà nó xui á, xe các bạn chạy nó kêu, thì bắt buộc luôn là em sẽ sấy lên cốt 2. Mặc dù đây là đang Estanda thì em sấy cốt 1, em sấy lên cốt 2 mà cốt 2 không được nữa phải kêu á, thì em bắt buộc em mua cái lòng mới. Đó, cho nên là qua cái đêm em chạy Rodai thì mới báo được cái giá tiền chính xác cho các bạn. Rồi cái này cũng vậy, cái đầu là ở đây là cái gì, sấy số bắp lại, làm số bắp đồ lại, số bắp nào hư thì thay, không hư không thay. Cam cò này riêng, mà cam cò của xe Future Neo này nè, một cặp cò, cái này kêu là cặp cò rất mắc tiền, cái này kêu là cây cam cũng rất là mắc tiền. Đó, và 2 cây số bắp này cũng rất là mắc tiền. Chưa kể vỏ đầu này là mua không được, cái đời này là không có ống hơi, trước là hiện tại đã mua không được rồi. Mình không có bàn tới là làm tiền nhiều tiền ít, bởi vì thực sự những cái người anh á, mà bỏ xe mình sửa, người ta cũng lớn tuổi, người ta hiểu cái vấn đề là đồ chất lượng thì không thể nào rẻ được. Còn muốn rẻ thì phải xài đồ kém chất lượng thôi, đúng các bạn. Các bạn vô hãng các bạn sẽ có một cái bảng báo giá trong hãng, và so với em các bạn sẽ biết là em làm giá thành hợp lý hay không. Đó, còn em không có dám so sánh với thị trường bên ngoài, bởi vì rất là nhiều đồ. Quan trọng là người ta làm cho mình cái gì, và khi mà làm xong người ta có kết thúc, người ta có mang mê kỹ xe mình hay không, người ta canh chỉnh xe mình kỹ không, để mà cái xe mình ngon nhất. Giống như là làm cái xe của khách y như là cái xe của mình chạy không, đó mới là điều quan trọng. Đó, thì bây giờ là em tiến hành em ráp hết toàn bộ chi tiết xe này. Chào các bạn. Đó là bắt đầu bị ngay xe này nè, 00097 nè, là bây giờ là ngày 8 tháng 11 em vừa ráp lên, em gác lên nổ nè, thì bắt đầu là tẹt tơ liền nè, vẫn kêu như cũ. Thì bây giờ bắt buộc là bắt đầu phải canh chỉnh lại nha các bạn. Đó, cái tiếng kêu rất là khó chịu nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. 00097 thì bây giờ bắt đầu là vô giai đoạn là vừa tiết kiệm cho chủ xe, vừa an hành bây giờ, và một cái nữa là bắt đầu phải thử từ coi thử nó bị gì. Thì bây giờ cái xe này bắt đầu em không vừa ý rồi đó. Mặc dù chủ xe chạy cái xe lên là còn kêu hơn như vậy luôn, mà chủ xe nó êm. Thì bây giờ em làm êm hơn lúc mà chủ xe chạy lên rồi đó, nhưng mà em vẫn thấy là không vừa ý. Thì giờ đầu tiên em giật ra em thay cặp ắc cò trước. Ắc cò là ở này nè. Em thay cặp ắc cò này xong, nếu mà nó còn kêu thì mới thay cặp cò. Em thay cặp cò xong, nếu còn kêu em giật ra em thay cam. Và nếu thay cò, ác cò, cam xong mà nó còn kêu em sẽ giật ra em thay nguyên cái đầu bò mới. phải qua từng giai đoạn để mình biết được là nó bị cái gì và đỡ tốn tiền không xứng đáng cho chủ xe. Ủa mà bây giờ mở ra lại nữa thấy gì vậy? À ok. Đó, thay ác cò là thay trên dưới luôn. Đây ác cò mới. Đó, còn đây ác cò cũ là nó hay bị sọc vậy nè các bạn. Chưa là lúc hư ác cò á, quay rim cũng bị. Ở chỗ này thì bây giờ bắt đầu nè là vô đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. 00097 thì đây. Ngày hôm nay cho mượn điện thoại con ngày giờ tháng 5. Thì đêm hôm qua là ngày thứ tư em nghỉ, ngày em chạy đua đây. Đó. Thì thua. Bây giờ em sẽ thay vô cặp cò Thái. Bữa là em thay áp cò đúng không? Bây giờ em thay vô cặp cò Thái nè. Đó. Sau khi em thay vô cặp giờ Thái á, thì mình cũng nói thẳng với các bạn và chủ xe trước luôn. Mình thay vô như vậy nè là mình đã kiểm tra nó bị bệnh gì, bị kêu cái gì. Nếu mà em thay vô á mà nó vẫn còn kêu á thì em sẽ thay cái cam luôn. Rồi nếu mà thay cam và thay cò này nè mà nó còn kêu á đó thì em không tính tiền chủ xe. Vụ này em gắn cam cò cũ là em tại vô. Hoặc là nếu mà thay á nó đỡ kêu hơn thì em vẫn gắn cam cò mới. Đó rồi bắt đầu em mới giật đầu lòng rồi ra lại em kiểm tra hết. Bởi vì cũ xe này nó đã kêu tiếng này kêu rất là khó chịu. Khi nổ ra anti á thì mà các bạn lên ra các bạn chạy á, cái ga đầu nó gõ cốc như là kêu cam cò vậy các bạn. Đó thì giờ em tiến hành em canh chỉnh tiếp cho xe này. Cảm ơn các bạn. Future X 125 xong xuôi hết là bao nhiêu tiền quên rồi, đừng có quay chủ xe nha. Nói chung là 13 triệu mấy đó. Rồi thì ở đây nè nó sẽ có một vấn đề. Thì sau này để em đăng thêm mấy cái Future X, mấy Future Neo em làm á, mình nó gặp trường hợp y chang chủ xe này. Là cái dòng xe Future này khi mà các bạn để bình thường á, hoặc là các bạn đang chạy luôn mà nó có kêu, và cái tiếng kêu mà ở trên đầu và trên lòng á thì sẽ rất khó xử lý, như là rim Thái vậy đó. Thì chủ xe về có nói lại với em là anh về anh suy nghĩ kỹ thì đúng là nó có kêu như em nói. Nhưng mà thực sự là vấn đề chủ xe có biết cái xe mình kêu hay không kêu thì em cũng làm kỹ à. Em cũng phải giải quyết cái vấn đề đó. Các bạn sẽ coi được cái Future Neo mà up lên quay 125 màu trắng nữa. Cũng gặp trường hợp y chang vậy, em làm rất lâu y như xe này vậy đó. Thì hiện tại xe này chốt lại một vấn đề là đầu lòng chưa có thay, vẫn là đầu lòng cũ của chủ xe. Nhưng mà về bít tông, cam, cò là em đã thay rồi. Bơm xăng cũng kiểm tra dùm chủ xe, vỏ bị xì cũng kiểm tra dùm chủ xe. Nói chung là mấy cái lặt vặt á là em có kiểm tra dùm chủ xe hết. Thì là xong xuôi. Thì nếu mà sau này đi một thời gian lưu đai á, nửa tháng, một tháng, hai tháng mà cảm thấy là êm, không cần đổi cái đầu mới, đổi cái lòng mới thì đi luôn. Cứ tới em canh chỉnh bảo hành bình thường. Còn nếu sau này mà đi một thời gian mà thấy mình muốn thay một cái đầu mới cho nó êm hơn, muốn thay một cái lòng mới cho nó êm hơn thì cứ tới nói em, thì tới lúc đó mình chỉ bù thêm mấy triệu để mình mua cái vỏ đầu, cái vỏ lòng mới. Dùng từ là vỏ đầu hoặc vỏ lòng nha. Rồi, quên, nếu mà lòng hiện tại đang trên xe là code 1 đâu có mua vỏ lòng không được, cũng phải mua lại full là mua lòng trái, bít tông, bạc luôn. Đầu cũng vậy. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì hiện tại là xe đã êm ái lại. Thì chạy về Gò Công. Đó là hết tiếng đầu rồi. Và làm xong á thì em có rửa xe dùm chủ xe thôi. Nhưng mà bữa giờ là mưa cho nên là em không có chủ xe, không có, giống như em chạy đêm á nó dơ lại, cho nên là thông cảm cho em. Rồi vậy là kết thúc. Cảm ơn các bạn. Thì trong quá trình làm xe Future X thì Future Neo kia thì em làm thêm xe Future này nữa là 90-91. Thì xe này là theo chủ xe báo nha, là chưa rớt đó. Thì mình cũng coi thử, chà xe này kỹ quá, quấn băng keo dây điện nguyên xe nè. Đó, và mình sẽ mở rồi ra thử, mình coi thử xe này có rớt rồi chưa và báo tình trạng cho khán giả coi, YouTube coi và chủ xe coi. Cảm ơn các bạn. Rồi xe 90-90. Rồi bây giờ là xe này á đầu lòng có rớt rồi, bít tông lên code 1 nè. 0.25. Tại vì xe này thì em trai được ba em trai cho lại, thì 7 năm mà em trai sử dụng á thì là em trai không có sửa chữa, chưa đụng tới máy, nhưng mà hồi đó thì ba mình thì lại có làm rồi đó. Đây bố ba kèn. Rồi chuồng heo này em sẽ thay nè, tới lúc còn phải bảo dưỡng nâng cấp nó rồi. Bố số này chắc chắn phải thay, mòn đầu nhông rồi. Rồi em cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cái này thì chủ xe hỏi em ốc xanh nhớp này còn xử lý làm sao, thì sau này mấy cái này em xử lý dễ lắm các bạn. Các bạn chỉ cần việc báo là ốc của bạn hư nặng hay gì đó, còn xe này đang quét ốc rất là nặng hơn, thì em sẽ làm lại, em đắp hàng lại, em làm lại như zin. Chứ tại hồi đó thì em thay nha, còn sau này không có cái lốc này để mua thay, cho nên là em đắp hàng lại. Cảm ơn các bạn. Thì đây là phần chi tiết máy của xe 90, 91. Thì đầu tiên á là bài đèn máy nè, ở đây là em ráp vô sẵn hết rồi, bắt đầu để ráp là cho nhanh luôn nha các bạn. Thì bài đèn máy làm sẽ thay bài đèn máy mới nè. Lốc này là cái lốc xả nhớp, màu sáng em quay cho các bạn coi là nó bể răng rất là xấu á, thì bây giờ mình làm răng lại rất là đẹp hơn. Mình có khắc phục lên một chút xíu là mình đưa cho nó cao lên chút để nó khó dễ, giống như là cái lốc dinh nó quá mỏng á, nó dễ bị hư răng, cháy răng như các bạn thường gặp, thì mình khắc phục lại luôn để cho các bạn đi vừa đỡ tốn tiền mà vừa an toàn hơn và dày hơn cái lốc cũ của mình. Rồi lốc số này cũng vậy, em cũng rửa lại rất là sạch sẽ cho anh trai chủ xe, thì đó kêu là bảo dưỡng dinh lại đó các bạn. Còn dên đây á, là em thay mặt đạn dên nè, em thay tay dên nè, em thay một bộ số mới cho chủ xe nè. Số cũ chủ xe là nhông số bị mòn đó. Riêng giờ bố á, thì bố càng cũ trên xe là em bỏ ra trả lại chủ xe, em thay vô bố càng mới đó. Bố càng mới này thì cái bố nó dày hơn, nó không có bị mòn như bố cũ trên xe. Chuông em thay chuông mới đó. Rồi cái này nồi là em sử dụng đúng đá bố Thái xịn nha, em đã ráp sẵn vô hết nguyên cụm để mà ráp cho nó lẹ làng hơn. Rồi tiếp đến đó, xe nào sáng em chỉ ra các bạn cũng thấy rồi, đó là bê tông cốt 1, thì giờ em lên bê tông là bê tông cốt 2, trái hai lai, chính hãng của Đại Thái Lan, chính hãng Thái Lan chứ không phải là xài bê tông hãng. Thì tùy đợt với lại tùy kích thước bê tông nữa, có thể là nếu mà bê tông lên cốt 2 rồi mình mua không được cốt 1 á, cái lòng này đang cốt 1 mình lên cốt 2 á, thì trái hãng không có cốt 2. Trái hãng không có là mình mua không có nha, chứ trái hãng thì nó có cốt 1, cốt 2, cốt 3, cốt 4 luôn. Đó, thì cái này em mua trái hai lai, nói chung hai trái nào xài cũng tốt như nhau à. Rồi, đầu thì em thay hai số bắp hãng nè, hai số bắp hãng mà của xe Future X này mắc tiền cũng nha các bạn. Sấy số bắp đồ sạch sẽ, vệ sinh miệng xăng bô sạch sẽ hết ha. Chuồng heo thay chuồng heo mới. Đó, tất cả ron sinh phốt rồi nè, thì em cũng thay mới, thì để coi thử là cái xe này có bị dợt như cái xe kia không. Xe kia thì dợt tan nát quá đó. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì bây giờ em tiến hành em ráp cho xe này. Tổng tiền xe Future X này là 14 triệu mấy chục ngàn á. Thì đầu tiên là em làm máy, em thay kim phun luôn. Kim phun em kiểm tra là gần hết hoạt động được, sẽ đi rất là ao xa. Thay kim phun, em thay một cái chụp buri và em thay cái lọc gió là hết cho cái xe này. Là về phần máy thì sau đó mình sẽ tính tiền cho chủ xe, nhưng mà trước khi tính tiền là mình phải đi rodai cho chủ xe một đêm để chi, để xác định cái vụ mà đầu lòng nó kêu. Nếu mà đi rodai một đêm cái đầu lòng nó kêu á thì em sẽ canh chỉnh lại cho chủ xe, còn nếu mà đầu lòng không kêu á thì em sẽ báo cho chủ xe là em ơi xe em đang là 13 triệu mấy nè, em có muốn anh kiểm tra giùm em cái bơm xăng ở dưới đây và cái băng vệ sinh dưới đây hay không. Thì chủ xe nó ok vậy anh Tây làm cho em, miễn không quá 15 triệu là được. Vậy là mình làm cho chủ xe. Thì sau khi mà mình làm cho chủ xe xong á thì mình sẽ rửa sạch sẽ lại cho chủ xe. Tất cả đồ cũ á là mình trả lại cho chủ xe đem về thay thế những gì trả lại hết cho chủ xe toàn bộ. Đó, rửa dòng cái xe sạch sẽ. Thì ai muốn rửa xe thì nói tay rửa xe cho tao, ai không muốn rửa xe nói tay đừng có rửa xe cho tao. Rồi vậy là xong. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy là mình gộp hai clip xe Full Neo, xe Neo FI, xe của ông chú thì xe gì em quên rồi, còn xe này là xe 90, 91. Gộp vô hai xe để các bạn thấy là mỗi một xe sẽ là một giá tiền khác nhau, và mỗi một xe sẽ là một cái hình thức. Có thể là một xe em làm ra êm, có xe làm ra không êm thì bắt buộc em phải thay đồ thêm. Khi thay đồ thêm thì em tính tiền thêm. Rồi, em cảm ơn các bạn rất là nhiều và chào tạm biệt các bạn.